Hello, chào mọi người. Hôm nay là mùng 2 ha. Mọi người cùng mình xem cho biết coi bữa nay là mùng 2. Nó khác biệt mùng 1 như thế nào ở chùa Bát Nhã này ha. Today's second day of our Vietnamese New Year. I'm here to check out this Bát Nhã temple. See if it's as crowded as the first day or not. Bây giờ mình sẽ xuống dưới xem thử món ăn chay cho Phật tử hôm nay là món gì ha. I'm gonna go downstairs now to check out what vegetarian food they have in place for everyone today. Today Bát Nhã is having vegetarian food. Hôm nay chùa Bát Nhã có món phở chay cho Phật tử ha mọi người. Looks delicious. Nhìn thấy ngon chứ ha. I'm gonna have one for myself. Mình cũng ăn thử một tô luôn ha. Chị làm cho em một tô luôn ha. Thank you. Cảm ơn chị ha. Giò chay hả chị? Dạ, giò chay. Bán sao chị? À, 3 cái 5 đồng. Dạ, dạ, dạ. Với cái này là bằng khách chay. À, 6 cái 5 đồng. 6 cái 5 đồng. Cái này bánh ú nào? Bánh bên giò, bánh giò chị 5 đồng 2 cái, nó nóng ngon. Không, đâu phải bánh ú đâu hả? Dạ, không có, cái này bánh giò. Bánh giò bánh ú khác nhau sao? Lúc có bánh ú là bánh bánh nếp, cái này bánh giò bánh gạo. Bánh giò ngon hơn. Mua mấy cái, nhiều cái chị. Dạ 5 đồng 2 cái anh. Dạ. Bốn cái. Dạ. Bốn cái hả? Giống nhau hả? Dạ. Dạ dạ dạ. Mai đi làm. Rồi cái giò ba cũng nằm lấy cái này 5 đồng 6 cái. Lấy ba cái chả giò ha. Ba cái giò. Cái này chỉ có phải 2 đồng rưỡi một cái nữa. Dạ. Cái này là còn món gì này nữa? Trong đó có cái gì chị? Hả? Chai thì em làm bánh xe chay dù chị năm sao sao đâu có đủ luôn. Cảm ơn chị. Đủ 20 cho mấy bạn lấy. Cảm ơn chị nhiều nha. Bánh chân nhỏ lên. Dạ bánh chân cái nhỏ. Lấy em 4 cái đó. Lấy rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua chùa Phổ Đức luôn. Now we'll head to Phổ Đức Temple to check it out as well. Here I am at Phổ Đức Temple. This is Master Thích Quảng Điền. Đây là Thầy Thích Quảng Điền. Bỏ áo xuống, mẹ chụp
Doesn't he look cute with Vietnamese tradition outfit on? Yeah. Anh nhỏ nó mặc áo dài nhìn dễ thương quá hả? Now let's go down to check what vegetarian food they have for today. Giờ mình xuống xem thử món chay của chùa Phổ Đức hôm nay món gì ha. Món chay này lạ không? Dạ, nó tương á chị. Ờ, tương hàng chi nó lạ. Hàng không đụng à. Ờ đúng rồi, không đụng hàng luôn, đúng rồi. Chai chút